sớm giờ bà đi đâu? Đi chơi buồn buồn vậy đó hả? Dạ. Rồi mấy gà tiền xài hết chưa? Còn hả? Đâu xài lâu dữ ta. Bữa có cho tiền bà. Thôi thầy cái tiền của thầy để đi, để con lấy tiền của con cho bà. Đây là phần quà của chị Tiết Lương cho bà nè. Dạ, cảm ơn cậu. Đó. Thôi bà yên tâm, bà đừng có khóc, bà khóc cảm động dữ lắm nha bà. Có gì đâu khóc, đó là phần quà đó của cô Tiết Lương cho bà đó. Không có sao đâu. Nè bây giờ bà cảm ơn giùm cô Tiết Lương con cái đi. Cảm ơn giùm đi bà. Cảm ơn cô Tiết Lương. Tiết Lương à? Dạ. Bà nói lại rồi, cảm ơn cô Tiết Lương. Tiết Lương. Rồi, cảm ơn cô Tiết Lương. Tiết Lương. Rồi, hơi nói được như thôi. Bà trả rồi đó. À, quá mừng rồi đó nghe. Bữa nay là cái động cuốc rồi đó. Tại thì chúc ông bà lâu lâu chúc chú chồng dư bà bằng bà đi hả chú con toàn. Bà hả? Bà nhỏ hơn ông chừng mười mấy hai chục tuổi chứ nhiêu. Sao ông nói vậy hoài cậu? Không, đừng để mình làm một chút quà. Để chị bà nói không được. Để đưa đàng hoàng đi hồi bà xé ra. Nha. Đây. Rồi thầy đưa đây thầy. Nè à, nhân dịp năm mới cô Tiết Lương gửi bà 500.000 để ăn Tết. Bà Phan con bà đã nhận trước đi. Con chúc bà được dồi dào sức khỏe, sống bám yên trường thọ nghe. Lấy cái nước của cô Tiết Lương đó, sống thêm bám yên trường thọ đó nghe. Rồi ông xé ra giùm bà coi đâu cho bà bỏ bóp kìa. Ông xé ra bỏ túi luôn đi. Ông hậu gì, ông Phúc còn nói gì thì dễ xa nhau gì cha. Nói vậy giờ mới mốt cái đó đi. Ông hỏi bà thầy, ông hỏi bà thầy có tiền gì vui không? Nè, con hỏi bà nè, có tiền gì vui không? Vui. Vui là ông chết, ông nói con đó thì buồn ông đó. Tại nó giỡn không ơi? Ai không biết nói giỡn. Giỡn. Rồi giờ ông chúc bà thêm đi, ngồi đây nghỉ. Đây, thay mặt cô Tiết Lương ha, con chúc bà năm mới sức khỏe ha. Dạ. Rồi vui khỏe ha. Dạ. Rồi cười cái cây. Rồi con hỏi bà nè, chúc bà xách cái này vô nhà nổi không? Rồi dạ. Xách nổi không? Rồi xách vô nhà tôi để ở trước cửa nhà tôi á. Rồi, cái này một hồi bà mượn ai xách vô đi chứ bà xách sao nổi? Dạ, cái này họ xách cũng nổi. Rồi, họ mượn ai xách vô giùm đi. Bà té bị hả? Sao? Bà bị té đã đập đầu phải không? Xuất huyết não hả? Là đập đầu đó phải không? Bị đập đầu bị xuất huyết não phải không? Tai biến thỉnh đổ mà xuất huyết não chị khó chị. Bả bị tai biến rồi mới té nữa. À. Có té rồi bị tai biến luôn. Ừ. Nó cầm hồi lúc ấy nó nói chuyện không? Hôm bữa là bà nói bà tên gì qua này? Cao Thị Mảnh á, tôi mới chấp nhang nè. Cao Thị Mảnh, không chị này nè. Cao Thị Hồng. Cao Thị Hồng, hôm bữa hỏi tên bà này nè. Cao Thị Hồng. Ờ, hôm nay đến đây gửi cho dì phần quà ăn Tết nè của cô Tiết Lương gửi cho dì đó. Rồi bà có lời cảm ơn dì đó, cảm ơn luôn. Cô tên gì? Tiết Lương. Cảm ơn cô Tiết Lương. Đây là hoàn cảnh neo đơn nè quý vị ơi, ba anh em không có gia đình mà bà chị câm mà bà bị tai biến té rồi giờ chết rồi. Giờ còn có hai anh em thôi, hai anh em phải không? Hai anh em. Bây giờ ông có đi làm gì không? Có ai kêu gì làm mấy
Ừ, còn bà này có làm gì không? Yếu xìu là không được phải không? Ừ. Rồi bà chị chết bao lâu rồi? Nó ngày cũng tháng mấy rồi. Đợt trước là quay còn 3 người đó, bữa nay còn 2. Được 5 tên thôi. Ừ. 27 tới 49 ngày mãn rồi. Dạ. Phần này là của cô Tiết Lương. Nãy thì nói chật là trao tặng cho anh em để ăn Tết với số tiền là 500 ngàn. Ông nhận con chúc cho hai anh em của ông đó được cái Tết vui vẻ, nghĩa là an khương thịnh vượng ha, thoát khỏi cái khổ nghèo đi ha, ngày nào hay ngày nấy rồi con mơ ước có bao nhiêu. Rồi bà cảm ơn cô Tiết Lương cái cây. Cảm ơn cô Tiết Lương. Nhìn đây nè, không nhìn. Nói lại bà thờ lắm hả? Đúng rồi, cảm ơn cô Tiết Lương đã giúp cho tôi món quà ăn Tết. Giúp cho tôi món quà ăn Tết. Tôi mừng lắm, tôi cảm ơn cô. Mừng lắm, tôi cảm ơn cô. Rồi, thay mặt cô Tiết Lương ha, chúc gia đình cô... không, cái này tôi nói thay mặt cô Tiết Lương ha, gửi đến gia đình là năm mới sức khỏe ha, mọi điều may mắn ha. Rồi chào gia đình về ha. Cho tôi chúc cô Tiết Lương lần nữa cho tôi phúc còn. Rồi. Nói là cảm động lắm đó. Cô Tiết Lương, ông thầy cảm động quá. Qua những giai đoạn cực khổ, ông thầy không có ngại gì hết. Trước là cảm ơn cái ngôi nhà cô với phúc toàn đã hoàn thành. Ông thầy có lỗi gì cô vui lòng tha thứ hết. Phúc toàn cũng tha thứ cho thầy và trên mạng đó, cộng đồng cũng tha thứ cho thầy hết. Thầy cũng dám tái phạm lần thứ ba nữa. Và cuối cùng trước khi về thì ông thầy cũng quá mừng, chúc Phúc toàn và gia đình với cô Tiết Lương đều được năm mới vui vẻ nha. Yeah. Những việc gì lỗi bỏ qua hết ha. Ông thầy có lỡ lời gì tôi rất tha thiết, cô Tiết Lương cũng tha lỗi cho thầy, thầy cũng dám tái phạm nữa rồi. Dạ, thầy biết thầy đi điểm này là bao nhiêu chưa? 51 điểm rồi đó. Bây giờ tôi hỏi mình cho 51 phần quà còn đó. Cái gì nữa không, mình đi cho nó đủ đi, 2 giờ mấy 3 giờ đủ rồi. Hết rồi đó, tới đây là 51 người rồi đó. Là đủ rồi đó. Rồi, chúc cô ăn Tết khỏe rồi cô Tiết Lương. Rồi. Con cảm tôi cảm động hai cái thằng đó nó tên gì nãy đen? Bảo Xuyên quá cô Tiết Lương ơi, tôi khóc là biết rồi đó. Rồi chúc hai anh em sức khỏe ha. Rồi tạm biệt con tiếu à. Rồi về. Yeah. Ông hỏi bây giờ coi. Bây giờ thầy hỏi chị nè. Hỏi sao Phúc Toàn? Là hỏi sao bị bệnh gì ấy, rồi sao bị mù á? Chị khoan để cho ông hỏi đi chị hãy nói. Bệnh gì mà có u não, bị mất đầu nhức đầu. Mà em đi cho chú nói. Rồi còn gì nữa không chị? Nói cho chú nghe con nói. Không, em có bệnh đó không à? Vậy hả? Rồi cái đi bệnh viện cho gãy á. Dạ. Mổ. Dạ. Mà trong khi mổ là đem vô ba người chứ. Dạ, dạ. Còn mình lên em đó. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ cuộc sống chị như thế nào? Chị nói thầy nghe coi. Là sống như vậy đó. Con thì đó. Có bà già mất rồi Phúc Toàn. Ở bà cho bà nói. Rồi nói đi chị đặng thâu. Dạ. Rồi cái nó bên chồng đó, giờ có thằng trai này nè. Ở nhà nó dẫn em đi chùa thì nó dẫn em đi vậy nè. Vậy là thằng này cháu hả con? Con. Hai đứa con gái. Cái này ha. Thằng này con trai nè. Thấy nhiều cảnh bồ tàu luôn. Rồi cái ăn hàng ngày thì chị hai với bà nấu cho em ăn. Ừ. Rồi cơm thì em mò em vô em nấu được. Ừ. Mò vậy đó, nãy giờ đói rồi. Mò vô. Vậy là tiền hàng ngày xài, tiền đâu xài? Thì con nó cho. Ừ. Nhiều khi em đi chùa, cái nhiều khi không á, hàng ngày thì không có tiền xài thì mình cũng gắng chịu chứ làm sao giờ, hãy sốt mình rồi. Ừ. Là con nó cho được tháng được nhiêu? Không có cho tháng, nhưng mà một ngày thì nó cho 30 ngàn. Nó làm nghề gì? Nó không ở trên đỉnh á, con trên dâu của ông Bảy Quyền á. Dạ em biết chị. Em vậy biết. Là có một đứa con đó hả? Dạ. Còn thằng này? Thằng này cũng con nữa. Là thằng Út đó phải không? Là có hai đứa, con. Còn dạ. Ông xã? Ổng ở bên trong hôn bến đó, thôi rồi. Là ổng bỏ rồi phải không? Dạ, bỏ rồi đó. Sao thôi vậy gì? Ổng uống rượu quá, uống rượu rồi em thôi rồi. Chứ không có gì hết đâu. Ừ. Rồi giờ ở đây là tiền chu cấp của con ngày cho 30 vậy hả? Dạ. Em lãnh lương là tết lương là trên phượng cho nó xuống đăng cấp vậy đó. Một tháng em lãnh là 400
lên 5.000. À, rồi vậy mình có sổ hộ nghèo không? Cận nghèo chứ không nghèo. Dạ. Mình có sổ cận nghèo. Nào dạ. Mà mẹ mất được bao nhiêu rồi chị? Mẹ mất năm nay tới tháng 7 nữa là 4 năm rồi. Mẹ thân với em lắm đó. Dạ, mẹ thương cậu lắm, anh lắm anh ô. Cậu chờ có gì mình phụ tiếp, mình quả dạ. Tiếp lại nói hay sao, tội nghiệp bấu quá. Dạ, thì bây giờ mình lấy tiền của chị Tiết Lương á, mình chích cho bà 500 ngàn đi, đặng cho bà ăn Tết. Để dạ, nói thêm vô phần nữa nè, phút còn. À, chị Tiết Lương, hoàn cảnh chị này dạ. Quá khổ, bây giờ tôi phút còn đi ra phát cho cái cô này nè. Rồi chị thấy cũng động lòng lắm, bây giờ có bao nhiêu lời thôi, phút còn tiếp đi. Rồi. Để bây giờ mình chích tiền chị Tiết Lương ra đi rồi mình cho chị 500 ngàn đi. Dạ. Ăn cho bà ăn Tết. Bây giờ mình cũng đọc như cái những cái ngày mình chúc quà cho người ta đi ha. Phúc dạ để dạ. Tôi đọc cho. Dạ. Tôi đọc chị phải lắng nghe, chị phải chúc lại người ta. Dạ. Dạ. Tôi đọc cho bà đau khổ chúc luôn tôi cho bà biết trước đi. Em cho em biết. Thì chị cảm ơn là cái người cho là được rồi. Dạ dạ chị là em chúc người chị cho. Để tại vì người cho có tên đó thì chị không, cho. Để tôi đọc cho Phúc Tần. Nè chị kính cẩn nè. Dạ. Thầy đứng bên đây mới thấy mặt thầy, ừ, rồi. Nghe những lời nói chị rất là thương chị nhiều, nhưng mà vì hoàn cảnh nghèo, không biết chúng tôi nói làm sao. Còn có phần này nè, để giúp cho chị trong cơn đói nghèo, là chị Tiết Lương của mình đó. Gửi cho chị 500, chị nhận đi nè chị. Thấy đường lấy không chàng? Ở đâu? Ở Mỹ á, là người ta tặng chị 500 rồi, ngàn. Chị chúc lại đi. Rồi bây giờ bà chúc lại đi. Bây giờ em cũng cảm ơn cái mạnh thường quân này cô là... Tiết Lương chức lương Tiết Lương Tiết Lương hả Tiết Lương à. Em cảm ơn cô Tiết Lương từ từ chị giúp cho em 500 ngàn giúp cho em 500 ngàn rồi ăn tết nè yeah. Chúc chị mạnh khỏe sống lâu muôn tuổi chị. Dạ được. Rồi bây giờ thay mặt chị Tiết Lương ha chúc chị là năm mới sức khỏe ha. Rồi gán lên nghe. Bây giờ dạ, em bà nói bà tên gì? Em Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Thị Liên phải không? Nhiêu tuổi? Năm nay em 50 rồi. Rồi, vậy là xém với thầy Thuận đó. Ông thầy Thuận năm mấy? Trời ơi, nói gì sao? Ông năm mấy? 57 rồi. Ông 57 thì xém với ông ta 50 rồi đó, cũng có cách nhau có 7 bây tuổi chứ nhiêu. Còn bây giờ trước khi đi mình chúc cho chị một câu nữa đi. Chúc đi. Ăn tình. Tôi nói cho cô Tiết Lương nghe thấy hoàn cảnh phúc còn với tôi đi gì nè nhiều cái giai đoạn quá khổ thì giờ trước khi rời khỏi đây nói cho cô nghe để cầu chúc cho chị năm nay ăn Tết vui vẻ nha dạ. An khang thịnh vượng nha dạ. Cô Tiết Lương cũng vui dạ. Nha dạ. Rồi có lời nhiều chị Tiết Lương ơi dạ 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 sống lâu trăm tuổi nghiệp năm dạ. Cũ qua năm mới mạnh khỏe luôn nha dạ dạ. Rồi thằng con này còn đi học không chị? Em cảm ơn mấy anh đó, có còn đi học anh. Con học lớp mấy rồi? Lớp 4 rồi. Còn con nhỏ con là bao nhiêu tuổi? Nhỏ con gái? Nhỏ con gái 24 tuổi. 24 tuổi là có chồng rồi hả? Dạ, nó có chồng đó, bên chồng đó. Dạ. Vậy là mỗi ngày là nó cho 30 ngàn rồi nó lại đây nó cho hay sao? Ngày nào nó cũng xuống nó làm đồ ăn cho em nè, rồi nó mua đồ ăn. Nhiều khi nó làm, rồi nhiều khi nó không có xuống thì có chị hai em cái này nè, bà. Ba làm rồi cái bà cho, bà bưng lên. Vậy là nó cũng có hiếu rồi, vậy cũng được rồi. Cái nhà này nè, là nhà nước cũng cho em nè, chứ Là nhà nước cắt cho hả? Dạ. Đất này đất của mình hay sao? Dạ, đất của má. Để chuyện đó tôi rồi vậy em chào chị em đi ha dạ, rồi em cảm ơn mấy anh nhiều lắm dạ ơi, cảm dạ. ơn anh nhiều dạ, chị Tiết Lương dạ. Câu cho cũng ngậm ngùi cô Phúc Đoàn dạ. Ông thầy nói với cô Tiết dạ. Lương gì nè quan dưỡng chặn đi thấy nhiều gia đình khổ quá mà không biết làm sao như cô được thôi bây giờ cầu chúc cho cô được bằng ăn năm mới phát tài nghe rồi Phúc Đoàn mình nói có ý nghĩa cho dạ. Nguyễn Thị Sậy hả? Dạ. Ừ. Mình đi là chỗ nào? Ở dưới khu dân cư. Khu dân cư số 4 phải không chị? Dạ, dạ. À, cái anh đi vô đường dưới á, rồi anh đi vô. Là bà bị gì? Bà cũng bệnh, không biết em không biết sao nhưng mà bà không thấy đường vậy nè. À. Cái đi chùa bà đi chùa em mới biết. À. Là bà nói hai con mắt coi vậy mà bà không thấy đường. Ừ, rồi bà ở với ai? Bà ở nhà với chồng bà cũng vậy đó. Ừ. Là bà Sậy phải không? Dạ, khu dân cư dạ. số 4 phải không? Dạ. Gần đây không? Số 4 mình chỗ bà mình phát quà cho bà yếu đó
con dẫn cậu đi đi con, cầm cái lù má nó đấy, khúc đó đó gần gần là gần bà đó đó phải không con dạ không phải dẫn cậu đi đi con chạy. Rồi để em vô hỏi được rồi, tại chỗ đó có người quay ở đó rồi, bây giờ mình hỏi dạ, hỏi dạ. Gần đó chắc tao biết dạ. Tên Sậy phải không? Dạ anh hỏi chị thư ký trên phường mình đó là anh biết không tụi em rồi vô biết hỏi vô trọng hỏi là dân ta chỉ cái gì dạ, dạ. Rồi đi chị. Dạ em cảm ơn hai anh nhiều lắm. Rồi thương sao bến nước con đò, mẹ cha còn đó trời cho bên người, ấm lòng hạnh phúc ai ơi, còn cha còn mẹ thấy đời an vui, mai này bèo dạt mây trôi, xa cha mất mẹ ngậm ngùi khóc thương, cha mang gánh nặng gia đình, dầm mưa dãi nắng nghĩa tình sắt son, luôn nhìn theo bước chân con, đỡ nâng che chở thuở còn thơ ngây, bé nào có tội tình chi, tạo ra rồi lại vứt đi cho đành, con người quý chuyện tử sanh, vậy mà vẫn có mẹ đành bỏ con.